Xin chào các bạn đến với NguyenKim.com. Samsung là một thương hiệu khá nổi tiếng trong ngành hàng điện tử công nghệ, đi đầu trong sản xuất linh kiện cũng như các sản phẩm mang tầm siêu phẩm, đã đầu tư rất nhiều tài sản và con người vào Việt Nam. Người Việt ủng hộ hàng Việt là khẩu hiệu mà mọi người tiêu dùng đều đang muốn hướng tới. Tuy vậy nhưng chưa một thương hiệu Việt nào trong ngành hàng điện tử có thể thực hiện được. Vì thế việc ủng hộ một thương hiệu ở nước ngoài đang đầu tư tại Việt Nam là một giải pháp thay thế khá tốt ở thời điểm hiện tại. Vòng đời của một chiếc TV trước đây có thể lên tới chục năm mà không cần thay đổi, nhưng bây giờ những đột phá công nghệ của các mẫu Internet TV, Smart TV đã dần khiến khách hàng không thể chối bỏ cơ hội sở hữu một thiết bị giải trí mà khi ngồi trước nó cả thế giới như không còn khoảng cách và gia đình thì xích lại gần nhau hơn. Năm 2016, Samsung đã cho ra mắt sản phẩm TV K6000 thuộc series 6, sản phẩm đáp ứng tốt cả về hiệu năng, tính thẩm mỹ và hơn hết là đem lại những trải nghiệm xem TV hết sức thú vị. Hôm nay NguyenKim.com sẽ đánh giá chi tiết sản phẩm này. Về thiết kế toát lên vẻ sang trọng, nhẹ nhàng như một tấm gương phản chiếu thế giới bên ngoài. Viền TV khá mỏng so với kích thước, viền đen bên trong càng mỏng hơn tới mức không còn nhận ra. Khung viền là các họa tiết phay xước màu đen. Chân đế TV thiết kế dạng vi xếp 3 thanh uốn cong rất chắc chắn. Chân đế này được làm từ kim loại, họa tiết nhôm phay xước màu bạc hết sức tinh tế. Về thiết kế mặt trước, có lẽ phần chân đế này chính là điểm nhấn của tổng thể chiếc TV. TV có màn hình 43 inch cùng nhiều phiên bản khác như 40, 50, 55, 60 inch. TV có độ mỏng vừa đủ, mình không đánh giá cao về độ mỏng của chiếc TV này. Mặt lưng vẫn là thiết kế 360 độ. Bằng việc tối giản các chi tiết mặt lưng như cách bố trí các cổng kết nối về một phía khiến TV trở nên gọn gàng, thích hợp để bố trí giữa nhà, phòng khách, không còn phải để vào sát tường nữa. TV trang bị 3 cổng HDMI, 2 cổng USB, 1 cổng Audio Optical, 1 cổng mạng LAN và cổng AV. Phía góc trái là các phím điều hướng cùng nút nguồn, họa tiết mặt lưng là các đường kẻ rất là hiện đại. Tổng quan thiết kế có thể thấy Samsung chăm chút rất nhiều cho mẫu TV 2016 này. Vì Samsung hiểu rằng TV không chỉ để xem mà còn là một phần trong tổng thể nội thất trong các gia đình hiện đại ngày nay. TV có độ phân giải 4K Ultra HD cùng các công nghệ hình ảnh Blue Color, nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K Ultra HD Dimming HDR Premium cho hình ảnh rõ nét chân thật, tương phản, sâu, màu đen hiển thị tốt trong bóng tối. Điều này khó có thể biểu đạt bằng lời nói, vì vậy nếu có cơ hội bạn hãy đến ngay trung tâm Nguyễn Kim gần nhất để cảm nhận điều tuyệt vời này. Loa TV có công suất 20W, 2 kênh đem lại trải nghiệm âm thanh vòm sống động. Loa được tích hợp công nghệ âm thanh tiên tiến như Dolby Digital Plus, Bass Reflect, tái tạo âm thanh trầm ấm và rõ ràng ở các âm treble và mid. Internet TV này đang chạy hệ điều hành Tizen, là một hệ điều hành dành riêng cho TV Samsung với các icon trẻ trung, sinh động. Việc sử dụng rất dễ nên người lớn tuổi hay trẻ em đều có thể làm chủ được chiếc TV này. Cùng với chip xử lý hình ảnh 4x cho tốc độ xử lý khá tốt, đặc biệt là trong trình duyệt web, bạn có thể đọc báo, lướt Facebook bằng TV mà không khác gì một chiếc smartphone hay thiết bị vi tính. Kho ứng dụng vô cùng lớn gồm YouTube, Netflix, FPT Play, Zing TV, v.v. và có cả ứng dụng Facebook nữa. Bên cạnh remote, TV còn hỗ trợ Samsung Smart View để biến điện thoại của bạn thành một chiếc điều khiển TV đa năng, bao gồm cả chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, chia sẻ hình ảnh, video của điện thoại sang TV có cùng kết nối Wi-Fi. Tính năng này khá thú vị và đang trở thành xu hướng khi đã có mặt trên rất nhiều thiết bị TV thông minh khác. Sản phẩm này có chỉ số tiết kiệm điện năng ở mức 5, mức cao nhất, cùng các cảm biến ánh sáng không gian phòng giúp bạn giảm thiểu mức điện năng tiêu thụ trong giai đoạn tiết kiệm điện năng luôn được đặt lên hàng đầu như hiện nay. Và với mức giá phù hợp thì Internet TV Samsung KU6000 có thể vượt mặt một vài đối thủ trong phân khúc Smart TV tầm trung với hiệu năng cao, hình ảnh và âm thanh sống động. Và đặc biệt đến từ Samsung là thiết kế tuyệt vời, hạn chế dây nên gọn gàng và tính thẩm mỹ rất cao. Hãy trực tiếp đến các trung tâm Nguyễn Kim để được trải nghiệm sản phẩm hoặc truy cập Nguyễn Kim bằng cách nhấn vào nút xem thêm ngay bên dưới để có thể hiểu thêm về sản phẩm cũng như đặt hàng giao đến tận nhà một cách nhanh chóng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video đánh giá sau.